khán giả, chúng tôi xin cập nhật thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Việt Nam và tại Tây Ninh. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn thế giới đã ghi nhận hơn 50,7 triệu ca, trong đó có gần 1,3 triệu ca tử vong. Mỹ có thêm hơn 93.000 ca mắc COVID-19, ngày thứ tư liên tiếp kỷ lục ca mắc hàng ngày. Hiện nay, số ca nhiễm ở Mỹ đã gần 10,3 triệu ca. Kể từ đầu tháng 10 đến nay, số ca nhiễm mới trong 7 ngày tại bang này đã tăng gấp đôi và số ca nhập viện tăng khoảng 90%. Ấn Độ nối tiếp Mỹ đứng thứ hai trên thế giới về mức độ thiệt hại do COVID-19, hiện cũng đã ghi nhận số ca mắc vượt hơn 8,5 triệu ca. Còn Brazil đứng thứ ba trên thế giới với số ca nhiễm hiện gần có 5,7 triệu ca mắc. Tại điểm nóng dịch bệnh châu Âu, trong 24 giờ qua, Pháp, Italy và Ba Lan là ba nước ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất tại khu vực này. Hiện nhiều nước châu Âu đã phải áp đặt lại các biện pháp phong tỏa giới nghiêm khi liên tục ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Bồ Đào Nha đã trở thành nước tiếp theo thông báo ban hành lệnh giới nghiêm tại nhiều địa phương từ ngày 9 tháng 11 nhằm kiểm chế sự lây lan của dịch bệnh. Như vậy, tình hình dịch bệnh COVID-19 cập nhật đến 6 giờ ngày 9 tháng 11 năm 2020 cụ thể như sau. Trên thế giới, số người nhiễm là 50.709.834 người. Số ca tử vong 1.261.630 người. Số ca chữa khỏi 35.770.996 người. Tại Việt Nam, số người nhiễm 1.213 người. Số ca tử vong 35 người. Số ca chữa khỏi 1.070 người. Còn tại Tây Ninh, số người nhiễm 7 người. Số ca chữa khỏi 7 người.